đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú, một dự án mà Minh Tú chọn để khởi đầu năm 2023. Từ Sài Gòn Hoa Lệ, Minh Tú xin gửi lời chào đến tất cả mọi người và xin kính chúc cho mọi người có một ngày thật bình an, hạnh phúc. À, như mọi khi mỗi buổi sáng minh tú sẽ nhâm nhi một ly cà phê bước ra ban công của mình chơi với bản tỏn, nết na thích một hơi thật sâu và quan sát cuộc sống xung quanh những cung bậc nhộn nhịp của một cái thành phố rất là tất bậc không biết từ bao giờ thì à, minh tú đã chọn viết nhật ký tại ban công để ghi lại à, cái hành trình diễn ra mỗi ngày của mình ban công là một nơi mà minh tú cảm thấy à, nó rất à, mang một cái gì đó nó rất là thiêng liêng đối với minh tú tại vì tại nơi đó nó từng có những nụ cười những giọt nước mắt những trang nhật ký mà viết đầy những cái tâm tư của minh tú những cái mà minh tú đã đạt được trong ngày những cái lỗi lầm mình mắc phải và từ đó thì mình đọc lại để mình biết được là mình phải thay đổi như thế nào cố gắng hơn như thế nào và cải thiện mình như thế nào để trong tương lai mình sẽ trở thành một cái phiên bản tốt hơn À, năm nay thì cũng đã 31 tuổi rồi Cũng đã nửa chặng đường của một đời người à, Mình tôi quyết định là sẽ mang những cái câu chuyện của mình Những cái hành trình mà mình đã trải qua Để có thể tâm sự cùng với các bạn à, Để uh, các bạn sẽ có thêm một người bạn đồng hành Một người để chia sẻ, một người để lắng nghe Nếu như ai đó ngoài kia mà đang rất là cô đơn không biết tâm sự với ai không biết đi cà phê với ai không có ai để chia sẻ thì hãy cho minh tú một cơ hội để có thể chia sẻ với các bạn lắng nghe cùng các bạn và chúng ta sẽ cùng với nhau viết lại cái nhật ký thanh xuân của chúng ta các bạn nhé ngoài những câu chuyện của minh tú cũng sẽ có những câu chuyện của những khách mời mà minh tú mang lại từ đó sẽ đưa cho các bạn thấy được rất là nhiều những cái thông điệp những cái hành trình mà chúng tôi đã trải qua để có thể chia sẻ cùng với các bạn minh tú nhớ lần đầu tiên chương đầu tiên trong cuốn nhật ký của minh tú là chương mà có rất là nhiều những cái tâm tư của một cô gái trẻ và vấn đề mà minh tú viết nhiều nhất ở trong đó là body shaming và nhân vật ngày hôm nay minh tú mời đến với tập podcast đầu tiên này đó chính là hoa hậu hòa bình việt nam đoàn thiên ân Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Nhật Ký Ban Công Mình là Đoàn Thiên Ân Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 Và ngày hôm nay Thiên Ân rất vui khi mà được ngồi ở đây Để có thể uh, nói chuyện cũng như là trò chuyện với chị Minh Tú Cũng như là các khán giả đang xem Và em khá là bất ngờ khi mà em được là một chương Trong chương trình Nhật Ký Ban Công của chị Và nãy giờ em nghe chị nói thì em thấy... Uh, khá là bất ngờ khi mà chị là một cái người mà em cảm thấy rất là cool mà ngày hôm nay chị rất là kiểu âm áp mà cũng deep nữa cho nên là uh, một cái một cái góc nhìn rất là khác của chị Minh Tú. Thật ra có hai 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 yếu tố ha yếu yeah. tố đầu tiên mà tại sao mà chị uh, chọn em là một yeah. khách mời ở trong tập đầu tiên của chị về chủ đề này yeah. bởi vì uh, chị rất là may mắn khi có cơ hội uh, quen biết được em yeah. và chị cũng có một chút đồng cảm và sự thấu hiểu uh, với một cái cô gái Đoàn Thiên Ân mới có 21 tuổi mà cũng rất là mạnh mẽ để đón nhận những cái thử thách trong cuộc sống. Uh, cái yếu tố thứ hai á tất cả mọi người sẽ nhìn vào chị là một một người rất là cá tính. Nhưng mà chị nghĩ là trước khi mà mình đánh giá một người ở bề ngoài á mình phải đi sâu vào tâm hồn của họ. Ừ. Ai đi chăng nữa thì cũng sẽ có những cái tâm hồn nó rất là mỏng manh, nó rất là dễ bị tổn thương yeah. mà chị thừa nhận chị là một người rất là nhạy cảm, rất là dễ bị tổn thương và chị cũng đã trải qua rất là nhiều những cái vấn đề mà đã tổn thương vô tình những cái người ở ngoài có những người không trong cuộc sống của chị và họ tổn thương đến tới tâm lý của chị sức khỏe của chị cho nên là chị mời em đến đây và chị rất là vui khi mà em đã dành cái thời gian của em để tham gia cùng với chị trong chuỗi podcast này Dạ, em cũng rất là vui khi mà em được góp phần là một phần cho cái chủ podcast này của chị Và khi mà nhắc đến body shaming Em cũng không riêng gì chị, em cũng là một người rất là nhạy cảm Thật ra em sống thiên về cảm xúc nhiều Cho nên là khi mà em bị những cái lời nào đó mà người ta nói không đúng với em Hoặc là khiến cho em bị bị tổn thương Em sẽ nghĩ ngờ rất là nhiều Kể cả những người đó không có liên quan đến cuộc đời của em Họ không có gặp em bao giờ, không biết em không chơi với em ngày nào Nhưng mà họ dành những cái lời không hay đó cho em Nhất là khi mà em còn nhỏ thì không nói Khi mà em bắt đầu em dạy thì Em lớn lên, cái em bị tăng cân, như chị ừ. cũng biết là em bị tăng cân một cách nhanh chóng Lúc đó em còn nhớ lớp 8, lớp 9, lớp 10 Là khi đó em mập lắm, em 75kg và mọi người dành cho em những cái lời nói là tại sao lại để cho mình mập như vậy, để sao mập như một con heo như vậy hay là mọi người body shaming mọi người nói những cái lời nói nó khiến cho em buồn rất là nhiều. Ừ. Và khi mà em đến đỉnh điểm là em bắt đầu em quyết tâm giảm cân bởi vì em không có chịu nổi những cái lời đó của mọi người. Tại vì mọi người nói em là em sẽ không có làm được cái gì hết rồi đã đã mập rồi còn không có không có chịu học. Nhưng mà thật ra là mình học người ta đâu có thấy đâu. Mình, mình học người ta lại không thấy, xong rồi em quyết định là em giảm cân. Em chứng minh cho mọi người thấy là uh, ngoại hình của em có thể thay đổi được. Và đến khi em giảm cân xong, chị biết lúc đó là em... Uh, cái này chắc là em chia sẻ với chị luôn, lần đầu tiên ừ. em mới nói với mọi người. Là lúc đó vòng một của em 95cm, đến khi em giảm xong chỉ còn có 87cm thôi. Wow. Mà nhanh quá thì da của em bắt đầu bị trùng, nó bị trùng lại rồi nó bị rạn đi xong rồi mọi người lại nói những cái câu nói không có hay về em nữa nặng hơn cái lúc mà em còn mập nữa đó chính là uh, tại sao mới có tuổi này mà lại bị rạn giống như là những người phụ nữ họ họ đã sinh rồi nhìn ừ. còn thua cả uh, mẹ đã đã có con giống như người mẹ đã ừ. có con uh, và em lúc đó em cảm thấy uh gần như là bị 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 áp lực rất là nhiều em bị tự ti luôn á chị lúc đó em em đóng khung lại trong trong một cái thế giới riêng của em và em cũng không có mặc đồ hở hang gì nhiều để cho mọi người thấy những cái vết rạn đó và em đã tự ti một thời gian rất là dài và ừ. em nghĩ rằng là đâu đó tất cả những người ở ngoài kia khi mà họ body shaming em như vậy họ cũng sẽ có những cái Điều không hoàn hảo của họ mà một số thành phần khác uh, vô tình họ lại uh, body shaming những người như vậy. Em nghĩ nó như là một cái vòng lặp vậy đó chị. Ừ. Cho nên là nó cũng không có một cái lối thoát nào hết. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của nó. Chị nghĩ cái chủ đề này thì nó cũng không có còn quá mới mẻ mà dạ. hiện tại là nó vẫn tồn tại. Và ai trong chúng ta cũng đã từng ít hoặc nhiều dạ. bị uh, đánh giá của một người khác. Thì uh, đối với chị thì chị ngược lại với em. Từ dạ. nhỏ thì chị... Uh xấu chị đen thôi đen yeah. à, khi mà chị gọi là cái này hơi tới nhị xíu là khi dạy thì rồi yeah. tất cả các bạn cấp 3 xung quanh chị là đã chỗ mã rồi yeah. đã là con gái rồi thiếu nữ rồi còn chị á, thì vẫn ốm nhóm nhách chị giống người ta hay kêu chị là cái gì á, đường bay á, biết đường bay. đường đường băng đường bay đàn à, bà okay, hai lân á, yeah, yeah. ờ. rồi uh, sau này khi chị làm người mẫu rồi thì chị đi theo hình dạ, hình hình mẫu high fashion thì cũng yeah. rất là ốm có 48 mươi yeah. thôi đi ra đường thì nhiều khi nhận được những cái lời đánh giá mà không phải từ con đa, con đàn ông không nha mà yeah. từ kể cả đàn bà với nhau phụ nữ với nhau mà mình nghe những cái lời đó từ họ mà mình cũng cảm thấy buồn ví dụ như con trai họ 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 không phải là con gái thì yeah. Mình cũng buồn nhưng mà nó không có buồn nhiều bằng khi mà mình nghe những cái lời đó từ những cái người bạn Chính gái, xác. những người cùng giới. Đúng với mình rồi, mình con nhờ. gái với nhau thì nên thương yêu nhau. Chị nhớ có một câu mà từ cái câu đó tự nhiên chị quyết tâm chị phải thay đổi em. Cái câu đó là gì nè. Sao người mẫu gì mà nhìn giống BD quá vậy? Nhìn giống uh, uh, sao đàn ông giả gái quá vậy. Rồi xong mà trong cái cuốn nhật ký đó của chị là chị viết rất là nhiều những cái lời mà phẫn nộ. Chị thì không có đủ cái mạnh mẽ mà để giống như là cãi lộn với người ta hay là chịu ý lại người ta dạ. tại vì lúc đó đi học này nọ là người ta theo chơi theo group, group dạ, giờ đúng rồi. Nếu mà nhớ... em phản là bác lại là em sẽ rất là dễ bị hội đồng. Dạ đúng rồi. Cho nên, nên chị chỉ viết ở trong đó những cái lời mà tại sao như vậy, tại sao vậy, tại sao vậy. Thì đâu đó nó trở thành một cái vết thương trong tâm hồn của chị. Chị chị không tự tin chị không tự tin vào bản thân của mình. Ừ. Chị thấy cái gì chị cũng chị cũng xấu đó. chị yeah. không chị không tìm được cái vẻ đẹp ở trên cơ thể hoặc gương mặt của chị một cái duy nhất chị có là chiều cao hai anh của chị hay kêu là sau này làm người mẫu đi Rồi chị hay coi thời trang và cuộc sống đó, chị thấy mấy anh chị ở trên đó và chị thấy họ rất là đẹp mà yeah. chị không có tự tự tin làm cái điều đó cho nên là chị chị trải qua những cái những cái những cái, những cái ngày tháng và những cái lời mà chị nghĩ là nó đi sâu vào trong cái cái ức tuổi thơ của chị, nhưng mà tại vì chị và em nó ở hai cái um, thế, thế hệ, hệ khác nhau. Khác nhau. Dạ. Em là thế hệ uh, của công nghệ dạ. thì cái lời bình luận của người ta sẽ nhiều hơn rất là nhiều dạ, tại rồi. vì người ta có cơ hội để mà lên vô mạng xã hội của em. Dạ. Tấn công chỉ bằng uh, 5 giây bằng một cái một cái câu uh, cái câu bình, bình luận dạ. còn chị là phải gặp ở ngoài. Thì khi khi đó em sẽ phải trải qua những cái cảm xúc như thế nào và em đối mặt với việc đó như thế nào thật ra thì nhất là kể từ sau khi em đăng quang Miss Rain việt nam xong thì em đối mặt với những cái bình luận tiêu cực đó cực kỳ nhiều nó dày đặc đến mức mà đôi lúc em cảm thấy gần như là em bị sụp đổ quá chị tại vì những cái bình luận đó người ta nói rất là nặng về em người ta nói em là một người uh, hoa hậu không có xấu nhất việt nam người ta nói em là hoa hậu uh, lưng dài hơn chân người ta nói rất nhiều điều không hay về em và bản thân em khi mà bấm vào những cái trang cá nhân của người đó coi như cô chị cũng đã nói họ là những người phụ nữ Họ là những người cùng giới với mình có khi họ đã có họ đã có gia đình họ đã có con và em thật sự cũng đặt câu hỏi cho bản thân em là tại sao họ lại có thể nói những cái lời đó với ừ. mình như vậy kể cả khi mình không làm gì với họ cả họ ép em vào một quy chuẩn là hoa hậu thì phải có một cái body đẹp phải có một cái một cái gì đó phải tương đồng với tất cả mọi người không có được đi lệch với cái quy chuẩn đó nhưng mà trong khi đó em đang đứng lên để em bảo vệ những người cũng như là lên tiếng thay cho những người như là chị em của chúng ta từng bị Những những cái tự ti những cái khiếm khuyết đó nhưng mà thật ra theo em thấy là mình có sống ủ dột ở trong đó càng nhiều thì chỉ là một cái cách để cho người ta hả hê với những cái mục đích mà người ta đạt được khi người ta nói về mình thôi còn bản thân mình thì cũng không tiến bộ lên nên thay vào đó em cứ tập trung đọc những cái bình luận đó thì em ngưng lại em không ừ. đọc nữa và em bắt đầu em tập trung trau dò những cái gì mà em muốn phát triển bản thân của mình em học nhiều hơn em học tiếng anh em học những cái kỹ năng để em có thể nói nhiều em đọc sách nhiều Đặc biệt là em đọc rất là nhiều sách. Những lúc em càng buồn thì thay vì em nhậu hay là em em làm một cái gì đó nó thâu xích như là mạng xã hội thì ừ. em lại chọn cách là em đọc sách để cho cái tâm hồn của em nó được lắng xuống và nó cũng là một cái dạng mà khiến cho em chữa lành được cái vết thương của mình. Chị chỉ có một câu hỏi em không biết em có đồng quan điểm với chị không nha. Yeah. Em có nghĩ tất cả chúng ta một hay là nhiều lần cũng từng là nạn nhân của body shaming không? Chắc chắn tất chắc, cả chúng ừ, ta tất cả chúng ta ai đó nhiều khi trong tương lai cũng có thể dạ. sau này mình có con rồi mình cũng sẽ, sẽ bị lại một lần nữa nó dạ, sẽ đúng. nó là một cái vấn đề mà nó sẽ không bao giờ kết thúc chị dạ, tin chắc rồi. điều đó thật ra kể cả kể cả bản thân mình đó lúc mình nói chuyện với bạn mình mình cũng vô tình mình ừ. body xem mình bạn mình vậy ví dụ không, lâu rồi em không gặp bạn em nó trời xem đem mặt bị tròn vậy là nó tự ái là sao nó mày, bị tổn ừ, thương sao, dạ này nó mụn như vậy không? dạ đó <cười> <cười> ừ thì chị nghĩ là cái, cái vấn nạn này cái vấn đề này nó sẽ mãi mãi yeah. tồn tại trong cái cuộc sống này của chúng ta nhưng mà, mà chị tin chắc rằng bằng cách này hoặc cách khác chúng ta sẽ có những cái cách để góp ý nhau một cái yeah. cách thiện trí để giúp cho chúng ta nó tốt đẹp hơn yeah. hơn là những cái lời mà nó quá nặng nề để tổn thương đến tinh thần của một người khác sau khi mà chị chia sẻ với em dù mới có một chút xíu thôi nhưng mà chị thấy em là một cái thế hệ mà trẻ rất là văn minh và hiện đại và chị rất là bất ngờ tại vì với chị mà hồi xưa cái cách giải quyết của chị nó khác <laughs> chị là khóc buồn uh, ngồi than trách hồi viết ra những cái lời mà thậm chí là nó hơi cay nghiệt một chút xíu yeah. là chị chị chứng minh rất là nhiều chỉ nói là sau này chị phải cố gắng làm cái này sau này chị phải khắc phục như thế này để nó tạo thành cái động lực của chị thay đổi uh, trong uh, nhất là bề ngoài yeah. về cái ngoại hình của mình hai cái câu chuyện mỗi người Minh Tú và Thiên Ân có những cái vấn đề về ngoại hình khác nhau nhưng mà đâu đó thì Minh Tú và Thiên Ân cũng muốn chia sẻ cái thông điệp đến với các bạn là ai trong chúng ta thì cũng từng hoặc rồi cũng sẽ trở thành nạn nhân của body shaming uh, minh tú nghĩ rằng là chúng ta sẽ uh, nếu chúng ta yêu thương nhau chúng ta sẽ có cách để góp ý nhau giúp cho chúng ta thay đổi một cách tốt hơn bằng những cái lời góp ý nó nhẹ nhàng thiện cảm hơn là những cái lời nói mà nó quá mang tính sát thương nó trở thành một cái con dao găm mà có thể làm tổn thương người khác ở một cái quá trình nó rất là dài đối với chị thì chị sẽ là một người mạnh mẽ yeah. chị sẽ vượt qua dễ dàng nhưng mà chị biết chắc và chị cũng có một vài người bạn không có đủ mạnh mẽ như vậy họ rơi vào một cái trạng thái gọi là trầm cảm luôn họ không thích giao tiếp, họ thích sống ở trong nhà, họ không tự tin ở đám đông, họ không đi ra đường được, bởi vì họ cảm thấy họ không không đẹp, yeah. họ không tìm được nét đẹp của họ, họ luôn luôn tìm những cái khuyết điểm của mình. Dạ có, em có một người bạn, uh, bạn ấy cũng bị những cái body shaming đó xong rồi, bạn ấy có một thời gian bạn nó bị trầm cảm. Uhm. đúng với bạn đó ở ngoài thì bạn đó rất là bình thường, bạn đó không có cho em tụi em một cái dấu hiệu gì về uh, việc là bạn đó đang bị cái đó nhưng mà có một ngày em qua nhà bạn đó chơi xong rồi em lại phát hiện một cái con dao lam ở cái góc bàn của bạn đó thì vài ngày sau thì em lại thấy những cái có những cái vết gặp ở ở tay của bạn thì em mới bắt đầu em dò hỏi thì em bạn em mới bắt đầu từ từ kể cho em nghe là bạn đó thật sự cảm thấy là bạn đó không có tìm được một cái ánh sáng nào hết kể cả việc mà bạn đó đã từng tâm sự với tụi em rất nhiều nhưng mà cũng cũng vô nghĩa tức là nó không có giải quyết được cái gì cho bạn đó hết Và bạn đó vẫn nhận được những cái sự body shaming như vậy ừ. Và dần dần bạn đó cảm thấy bế tắc Và bạn đó gò bạn đó vào trong một góc ừ. Nhưng mà rất may là khi đó là em mới khuyên Em mới khuyên bạn đó là Mình nên thay đổi cái môi trường sống của mình Mình nên suy nghĩ tích cực nhiều hơn Và từ đó thì bạn em bắt đầu dần dần đỡ hơn Kể cả em cũng vậy Khi mà em không còn mẹ uh, Đã có thời gian em bị sang dấn tâm lý Ừ và kể cả bây giờ cũng có một số người nói em là em lấy lý do của mẹ em ra để mà câu cái sự thương hại của người khác không có. Đối với em mẹ là một người mà cho em được rất là nhiều cảm hứng, rất em ảnh hưởng từ mẹ cực kỳ nhiều. Hầu như là những cái tính cách của em đều đến từ mẹ rất là nhiều. Và khi đó khi mà mẹ mất đi, em gần như em không cũng không có tìm được một cái lối thoát trong cái cuộc sống của chính bản thân mình. Và em nghĩ rằng là có khi nào em nghĩ em đi theo mẹ thì em sẽ ổn hơn không hay là em sống mà không có mẹ thì sẽ như thế nào bởi vì rõ ràng là em thân với mẹ từ nhỏ đến lớn nhưng mà đến khi mà em nhận ra rằng là nếu như mà mình suy nghĩ rằng mà là mình kết thúc cuộc đời của mình á thì những cái gì mà mẹ mình cố gắng cho mình suốt mười mấy năm qua nó trở nên vô nghĩa chính vì vậy mà em em cảm thấy rằng là chúng ta cần phải chữa lành cho nhau chứ không chỉ cho riêng bản thân của mình nữa đây có thể là lần đầu tiên mà chị có cơ hội ngồi nói chuyện tiếp xúc với em gần trước khi mà đúng rồi chị ngồi ở vai trò giám khảo của cuộc thi của em thì đúng là chị cảm thấy là chị rất là vui với cái sự lựa chọn của của bản thân chị dạ. chị không biết tất cả mọi người như thế nào nhưng mà khi mà chị lựa chọn và chấm điểm thì chị đánh giá rất là cao về ân dạ. một người mà ngồi đây sau khi nói chuyện thì mình lại thấy một một cô gái rất là trẻ lúc mà chị bằng tuổi em năm nay em 21 22 tuổi lúc đó 21, 22 tuổi chị không được vậy, yeah. chị còn rất là chấp niệm, sân si, chị còn phạm nhiều sai lầm, trang sân khấu của người khác, ở trên siêu mẫu. Nhưng mà ok, cái đó là cái sai của chị nhưng mà chị không bao giờ quên nó, chị yeah. cũng học từ cái điều đó rất là nhiều. Yeah. Thật sự qua đây mình cũng sẽ rút ra một vài những cái vấn đề, cái cái việc mà body self minh nó sẽ không bao giờ mất đi. Yeah. Nhưng mà một mình chúng ta thì cũng sẽ không thể thay đổi điều gì hết nhưng chúng ta phải cùng với nhau để làm cái việc đó nó được giảm giảm xuống tối thiểu nhất để chúng ta nhẹ nhàng hơn với nhau giúp nhau có thể có một cái cuộc sống nó tươi đẹp hơn à, có những người thì hoàn toàn không có biết rõ cái nguồn nguồn cơn của câu chuyện nhưng mà họ rất là thích đưa ra những cái bình luận dựa trên cái quan điểm rất là chủ quan của Chính họ xác. người ta không có đặt mình đặt đặt họ vào vị trí của mình ừ. nhưng mà người ta lại nói đi những cái điều mà bản thân họ không có, như lần họ biết rồi họ biết tất cả về mình họ hiểu rất nhiều về mình vậy đó và kể cả khi mà em nghĩ rằng là đâu đó họ cũng sẽ bị những cái người khác họ nói lại như vậy minh tú cũng muốn gửi lời đến những bạn mà đã đang hoặc đang chịu những cái tổn thương từ body shaming thì chúng ta sẽ nhìn nhận bản thân mình tìm mọi Phương pháp, mọi cái cách để chữa lành tâm hồn của mình Ví dụ như Thiên ngân là đọc sách yeah. Giống như như Minh Tú thì viết nhật ký ra Viết ra những cái điều mà mình mong muốn Để mình khắc phục à, Bằng cách này hoặc cách khác Chúng ta sẽ có cách để chúng ta tỏa sáng Cái vẻ đẹp riêng của chúng ta Mà sẽ không phải theo một cái quy chuẩn nào đó Một cái quy tắc nào đó về đẹp hay xấu Minh Tú là một điển hình Minh Tú sẽ đi ngược lại Ví dụ như chị Không phải da trắng Yeah. không phải là nhẹ nhàng cũng không có đôi môi chúm chiếm ừ. chỉ là một cái đôi môi dày rồi uh, rất là nhiều những cái khác nhưng mà chị nghĩ rằng là chị sẽ luôn là người nhìn nhận cái khuyết điểm của mình yeah. và chị sẽ cố gắng khắc phục nó và làm cho những cái ưu điểm của mình nó, nó vượt trội nó hơn bột, dạ. thì lúc đó cái ưu điểm của mình nó sẽ tỏa sáng hơn yeah. người ta sẽ tập trung vô nhiều hơn. Yeah, đúng em cũng vậy nhiều khi em cũng biết được rằng là em có ngoại hình không được đẹp so với như là mọi người thấy nhưng mà em cũng biết rằng là đùi em to người em kiểu vẫn còn vẫn còn mở ra loại vậy nhưng mà em vẫn cố gắng em tập gym em chạy bộ những cái lúc mà em rảnh để em có thể khắc phục bản thân em từng ngày bên cạnh đó em cũng vẫn trau dồi kiến thức của em để làm sao đó thật ra là mình dù có là một cái quả đào đi nữa thì có những người vẫn người ta vẫn sẽ không thích ăn đào và kể cả chúng ta là một con cá thì cũng không thể nào bắt nó leo cây được vì vậy mình thế mạnh của mình ở đâu thì mình nên tập trung ở đó để mình mình phát triển cái bản thân của mình nhiều hơn để mà và qua đó người ta thấy được rằng cái sự nỗ lực của mình xứng đáng để mà được, được công nhận. Vậy chị hỏi Ân nha, theo Ân thì như thế nào là một body đẹp? Em từng em từng nói ở trong bài speak top 10 là tất cả chúng ta đều là phiên bản độc nhất của chính mình, không ai giống ai và cũng không ai là hoàn hảo, cũng không có một quy chuẩn nào đặt ra cho tất cả chúng ta. Vậy thì đối với em, một body đẹp là một body do ba mẹ em sinh ra và đến khi em lớn lên em nhìn thấy rằng là nó đẹp em muốn thay đổi nó như thế nào ví dụ kể cả em mập nhưng mà em cảm thấy em hài lòng với nó là nó đẹp và ừ. kể cả khi em thấy em mập nhưng mà em đã thấy không được mình không muốn mập mình muốn mình ốm hơn thì mình thay đổi để mình ốm hơn thì nó lại là đẹp nó quan trọng vào cái cách mà mình nhìn nhận cơ thể của mình như thế nào chứ không phải là nhìn bằng ánh mắt hay là nhìn bằng cái sự chỉ trỏ hay là nhận xét của những ừ. người khác nó không cần là ở xã hội bây giờ thì nó không cần là một cái quy chuẩn phải 90 60 90. Dạ đúng rồi. Ở nước ngoài chúng ta có thể thấy uh, model bây giờ có rất là nhiều style của model, dạ. Và tất cả nhiều màu sắc khác nhau. Thì đối với chị uh, quan điểm của chị về một body đẹp ngoài những cái ý của em á thì chị cũng rất là tán thành, nhưng dạ. mà chị cũng muốn là body đẹp là một cái body khỏe và dạ. chúng ta nên trân trọng cái cơ thể của chúng ta ừ. khi mà chúng ta được sinh ra lành lặn đó là một cái may mắn dạ, đúng. và chúng ta được lớn lên khỏe mạnh đó là một cái may mắn tại vì nhiều khi á mình uh, mưu cầu quá nhiều mà ừ. mình quên trân trọng và biết ơn những cái mà khi mình mà được ban dạ, kể cả em nhận thấy những cái người mà nổi tiếng ví dụ như là Nick Vujicic chị biết ừ, mà đúng không ạ, ừ, à? ảnh không có tay cũng không có chân ừ. nhưng mà ảnh là một diễn giả truyền cảm hứng rất nổi tiếng của người úc mà ai cũng không biết hết, thì đó là cái điều mà người ta không quan trọng rằng là việc ảnh có lành lặn hay không nữa mà là những giá trị mà ảnh mang lại nó mới quan trọng. Các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú các bạn đang theo dõi chương trình podcast nhật ký ban công của Minh Tú và khách mời ngày hôm nay là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hy vọng rằng các bạn đang lắng nghe cũng sẽ có những câu chuyện những cái chia sẻ và Minh Tú rất hy vọng sẽ được nhận được sự đóng góp của các bạn nếu các bạn có những cái bình luận hoặc đóng góp gì thì hãy để dưới phần bình luận hoặc là gửi email về cho Minh Tú nha hồi nãy giờ là phần mở đầu thôi đây mới là cái phần chính nè <laughs> bởi vì sao mà làm uh, nhật ký ban công nè tại yeah. vì cái chủ đề của chị là muốn chia sẻ thông điệp và từ những cái thông điệp đó thì các bạn sẽ có cách để chữa lành các bạn. Yeah. Thì câu hỏi mà chị muốn đặt cho Thiên Ân là sau những cái lời chê bai uh, những cái sự miệt thị yeah. thì em sẽ có những cái cách nào để đối mặt, để giải quyết và khắc phục nó? Đầu tiên là em sẽ khóc trước. Em ấm ức. Uh, em sẽ khóc cho đã. Em sẽ buồn cho đã. Em sẽ có thể tâm sự với bạn bè, những người thân của em về những cái gì mà em đã trải qua. Nhưng mà em nghĩ rằng là em khóc rất nhiều em cũng không đếm được bao nhiêu lần em khóc sau những cái lời mệt thị hay là chê bai đó rồi nhưng mà sau đó thì em lau nước mắt em đứng dậy và em bắt đầu đi tìm những cái niềm vui cho bản thân mình đi tìm những cái giá trị mà mình muốn thật sự có ví dụ giống như bây giờ họ chê mình mình phải nhìn nhận xem là một cách khách quan nhất là mình cảm thấy rằng mình muốn như thế nào với những cái điều đó xong rồi em ví dụ như em học em sẽ lao đầu vô em học em đi tập thể dục thể thao không phải là để em chứng minh cho họ một lần nữa là 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 những cái gì họ nói đúng, thật ra là em chỉ muốn cho bản thân em biết được rằng là cơ thể của mình mình sẽ là người hiểu rõ nhất nó như thế nào. Ừ. Và xong rồi sau đó em đọc sách, em có thể là đi ra công viên, em rất thích chó. giống như chị Minh Tú gì <laughs> đó, em rất là thích chó nhưng mà em không có duyên nếu mà em nuôi nó cho nên là em sẽ đi ra công viên để em nhìn những tụi nó thường thường tụi nó sẽ được đi gia đình tụi nó dắt đi dạo vòng 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 vậy đó Mốt qua ngày nào rồi ảnh qua chăm chó dùm. ngày nào đi ba lần mà nó có nó có giữ không chị không có dữ thì nó, nó rất, giữ hiền, rất là dễ thương vậy cho em xin đặt gạch nha <cười> <cười> em rất là thích chó em cảm giác khi mà em nhìn nó em cảm thấy tụi nó vô tư lắm tụi nó không có nghĩ gì nhiều hết đó cho ừ. nên là bản thân của mình cũng giống như một cái tấm gương vậy đó đó là những cái điều mà mình mong muốn và khi đó bắt đầu mình mới cảm thấy mình cảm thấy trở nên nhẹ nhõm hơn mình thấy mình đỡ buồn hơn mình thấy rằng có nó mình cũng vui hơn nữa xong rồi à, em tìm những cái kiến thức em nghĩ rằng kiến thức và giáo dục là một trong những cái điều mà khiến cho con người ta có thể trở nên vượt trội hơn cả ừ. và em bắt đầu em tập trung đem học em đọc sách và em rèn luyện bản thân của em để cho ngày một em tốt lên và đến một lúc nào đó em có một câu nói mà hồi xưa cô giáo em từng nói với em là phải giỏi đến mức mà người ta không thể phớt lờ con và đó là lý do tại sao mà em hay nói chuyện trước gương một mình Oh. Nên là cái bài Speak Top 10 hay là những cái lần mà em cầm mic lên em không sợ Là bởi vì đã có rất nhiều lần em tự kỷ Ở trong nhà tắm hay là ở một mình như vậy ừ, Hèn yeah. chi hàng chi là khi mà chị nghe em chia sẻ ở đây ngày hôm nay Chị cảm thấy em rất là tự tin yeah. Nó hơi kiểu đối với chị là nuốt mic luôn á chị, yeah. chị cũng cảm thấy là Ồ, sao em có thể mà chia sẻ nó một cách chân thật Mà nó lại rất là liền mạnh Nó không có một cái vấp váp gì yeah. Còn về chị nha Chị thì chị thừa nhận là chị không có được giỏi như em khi mà ngày xưa mà chị khắc phục nó đầu tiên là chị muốn đẹp lên yeah. chị tìm tới um, thể dục thể thao yeah. đầu tiên cái này thành thật để khai luôn là muốn chứng minh ừ. muốn chứng minh là những cái lời người ta chê bai mình đó là không đúng ừ. mình có thể làm được bây giờ tôi đẹp lên rồi tôi như thế này rồi tôi sexy rồi ngày xưa con nít mà yeah. chị sẽ luôn viết là một ngày nào đó, đó tôi sẽ trở thành một người sexy nhất Ừ. tất cả khi mà tôi đi qua đàn ông hay đàn bà con gái hay con trai thậm chí là người trong cộng đồng lgbt cũng khá là trời ơi, quá sexy quá quyến yeah. rũ quá đẹp nhưng nó không phải là đích đến, đến của chị yeah. đến một ngày thì chị cảm thấy nhận ra nó những cái điều đó nó, nó không phải thật sự là cái mà chị mong muốn ừ. và nó không có mang lại một cái giá trị bền vững yeah. bên trong con người của chị à, chị bắt đầu uh, tìm đến uh, đầu tiên đi tập thể dục thể thao lúc đó chị không phải còn quan trọng đẹp nữa ừ. mà chị quan trọng là có một cái sức khỏe tốt yeah. dẻo dai à, chị bắt đầu tại vì em đẹp lên đó, người ta ok người ta sẽ ồ mày đẹp rồi thôi ừ. nó không có để động lại trong người ta quá nhiều thứ yeah. à, và chị bắt đầu tập trung rất là nhiều năng lượng cũng như là thời gian và chăm chỉ làm việc trên cái con đường mà chị đã chọn à, chị trao dồi mỗi ngày mà em biết đó, có những cái khuyết điểm mà mình sinh ra mình không có thể thay đổi được Ví dụ như chị, chị là một người lân dài, hơn chân Chị là một người có một cái tạng người nó không phải là một người mẫu high fashion yeah. Mà lúc đó nói về người mẫu là người ta sẽ nói về high fashion Tại vì cái thời điểm của chị là 2011 Thì là lúc đó du nhập Việt Nam Next Top Model yeah. Là người mẫu mà high fashion là lên rất là nhiều, rồi chị cũng không phải có một cái nét đẹp beauty queen chuẩn, một. cho nên là lúc đó có những cái khuyết điểm chị biết là mình sẽ không thể khắc phục được, cho nên chị sẽ toàn tâm toàn ý Trao dồi những cái kỹ năng khác của chị, học hỏi thêm, đọc sách thêm để phát triển những cái điều mà chị có thể làm, chị có thể kiểm soát được. Chị là một người mà chị có những việc mà chị sẽ kiểm soát được chị sẽ làm hết sức mình còn những việc mà nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chị á, thì mình sẽ không làm oh, mình dạ. sẽ không thể nào tốn quá nhiều thời gian hoặc dạ. năng lượng ví dụ như là em biết người ta có một cái câu là mình tính không bằng trời tính dạ. cho nên là sau này chị nghiệm ra thì chị hiểu được rằng là có những cái cái nào mà mình làm được nó nằm trong cái khả năng của mình thì hãy cố gắng hết sức dạ. làm hết sức còn những cái mà nó đã không trong cái khả năng của mình rồi thì mình bắt buộc phải để nó đi và để số mình định đoạt dạ yeah. em cũng vậy thật ra là cái lúc mà người ta nói về em thì bản thân em cũng muốn chứng minh cho người ta biết là họ đã sai nhưng mà khi mà em ngồi đây với chị á em chưa chứng minh được cho nên là em không nói gì về cái vấn đề mà em có muốn cho người ta chứng minh hay không quan trọng là bản thân mình phải cảm thấy mình như thế nào trước ví dụ giống như là uh, em sẽ tập luyện thể dục thể thao để em có một body đẹp nhưng mà hiện tại em vẫn chưa cảm thấy nó đẹp đối với em à. em vẫn còn tiếp tục làm tức là khi mà em đạt một cái kết quả gì đó em mới show ra cho tất cả mọi người thấy ừ. rằng là em làm được và họ đã sai chứ còn khi mà em chỉ nói không á thì em sẽ không bao giờ nói rằng là tôi sẽ làm cái này làm cái kia để cho cơ thể của tôi đẹp lên kiểu đà loại vậy yeah. nói chung là một giống như em nói từ ban đầu một body đẹp là một cái body mà mình cảm thấy đầu tiên mình sẽ cảm thấy nó đẹp đó. Dạ tại vì cái rồi. Body đó là của mình. Dạ đúng rồi đó Mình nhìn thấy nó mình. mỗi ngày dạ. uh, và nó sẽ đi theo mình từ lúc mình sinh ra và đến lúc mình không tồn tại nữa. Dạ. Nên body của mình đầu tiên mình phải yêu thương nó. Thì... Dạ. Cho nên chị rất là đồng ý với em một một cái quan điểm dạ. rằng là mình phải yêu thương body của mình trước yeah. và mình cũng không có cần là phải theo một cái chuẩn mực nào yeah, đó đúng nó quá khắc khe nhưng mà bên cạnh đó thì miễn sao là cái tính của mình tốt mình là một người uh, chơi được với bạn bè mình tốt tính với bạn bè mình trang hòa với mọi người mình hòa đồng ít nhất là mình có những cái sự rung cảm khi mà mình nhìn thấy những cái hỉ nộ ái ố chứ không phải là mình vô cảm mình vô tâm thì em nghĩ rằng đó cũng là những cái đức tính tốt mà người ta cần phải nhìn thấy ở mình chứ không lẽ người ta vì một cái con người người ta có rất nhiều cảm xúc mà họ lại nhìn vào mình mà họ chỉ nghĩ rằng là mày không đẹp người mày không đẹp tao không chơi với mày hay là tóc mày này kia kia nọ là người ta không chơi với mình đâu em nghĩ rằng là nó con người chúng ta có rất là nhiều thứ để mà bản thân họ có thể khai, khai, khai thác được ví dụ như tính về kiến thức nhất là kiến thức em nghĩ kiến thức nó vô hạn lắm chị ừ. nếu như mà mình đẹp á mà mình không có xin lỗi nhưng mà mình không có kiến thức thì cũng vậy ừ. nó cũng không có tồn tại được nhiều hay là lâu dài cho bản thân của mình cả em nghĩ gì về câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn câu đó em lại muôn đời luôn á em nghĩ là em vẫn thấy nó đúng tốt gỗ hơn là tốt nước sơn mặc dù em biết rằng thực trạng hiện nay khi mà người ta nhìn vào á người ta lại chọn những người có ngoại hình hơn là những người họ 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 có cái tư duy nhiều nhưng mà chị nghĩ là những người mà người ta có trình độ hoặc những người mà người ta có chiều sâu á, thì người ta sẽ chọn những những cái tốt gỗ hơn dạ đúng tốt rồi nước sơn. người ta sẽ chọn những cái tốt đúng gỗ rồi. hơn tại vì những cái tốt gỗ nó sẽ mang lại nhiều cái giá trị ừ. về tinh thần về lợi ích về rất nhiều thứ ví dụ như một người người ta có tài người ta mình sẽ có có thể người ta mình sẽ có thể vận tận dụng người ta đi làm rất là nhiều cho mình hoặc là mình có thể phát triển được sự nghiệp của mình rất nhiều rất cao rất xa nhưng mà một người họ có một cái ngoại hình đẹp nhưng mà bên trong họ không có gì cả kể cả nội tâm bên trong họ cũng trống rỗng thì em nghĩ rằng là nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi thôi Tại vì cái gì cũng vậy, mình cũng có già, mình sẽ già dần theo thời gian, mình sẽ lão hóa, mình sẽ xấu dần, mình sẽ nếp nhăn nhiều, người bắt đầu nhũn ra nhão ra đại loại vậy. <cười> <cười> em không biết phải dùng tường sao. Không có đó đúng. Dạ. Bắt đầu 30 sẽ thấy cái đó. Dạ. Nọng nó sẽ tràn vậy. <laughs> của em nha. Đó. Um, Thì cái đi theo mình chắc chắn phải là những cái kiến thức, những cái gì mà mình tích trữ theo thời gian rất là dài thì đó nó sẽ là nếu mà những người nào mà yêu thích em ở bề ngoài ừ. thì nó sẽ là một cái sự yêu thích ngắn hạn dạ. nhưng nếu em là một người có chiều sâu người ta yêu thích về cái hành trình của em con người của em tri thức của em nhân phẩm của em thì họ sẽ có một hành trình dài hơn đó là tùy theo cái sự lựa chọn của mỗi người để mình mang đến cái giá trị con người mình là gì ừ. à, có một câu mà nó hơi cá nhân chị dạ. sẽ hỏi em em nghĩ lý do vì sao em đoạt giải hoa hậu hoa bình việt nam 2022 cái này em nghĩ nha một câu hỏi chia sẻ quan điểm cá nhân thôi em nghĩ bây giờ em đã là hoa hậu rồi nhưng mà em nghĩ lúc đó vì sao giữa rất là nhiều cô gái rất là xinh đẹp có những bạn là đã kỳ cụ trong cái nghề này rồi đúng không yeah. nhưng tại sao em vẫn trở thành cô gái mang cái chiếc vương miện đó về cho bản thân mình sau một thời gian em sống trong gia đình sang vàng thì ừ. chắc có lẽ em nghĩ rằng là cả quá trình mà tất cả các ban giám khảo hay là cả, cả chị tú luôn là chấm điểm tất cả các thí sinh nó phải là qua một thời gian rất dài các thí sinh hoạt động nó không chỉ nằm ở việc cô ấy có một ngoại hình đạt chuẩn hay nó cũng không nằm ở việc cô ấy được nhiều người biết tới nhưng mà nó phải nằm nó phải phụ thuộc vào rất nhiều thứ em nghĩ là em dung hòa với những điều những cái tiêu chí mà ban giám khảo đặt ra ừ. để mà em có thể đạt được ngôi vị câu nhất thật sự ra là cái lúc mà em em chưa từng nghĩ em em thắng cái giải nhìn cái biểu cảm của em lúc đó chị nhớ chị, chị với uh, thùy tiên yeah. rồi uh, chị dung với anh đỗ long còn nói trời nó còn chưa biết nó đoạt giải nó cứ quay qua nó ý là em đang hỏi là ủa là ai là ai dạ đó chị nhớ em... cái biểu kì, em biết cái... chị mới nói là ủa một bé này nó đang nó đang vui hay là đang khốt hoảng vậy <laughs> em không biết á chị lúc đó em nắm tay chị châu mà em khi mà tên của em được hô lên em không còn nghe cái gì nữa em bị rè ủi xung quanh em vậy nè xong rồi cái uh, em còn bị đẩy qua một bên đứng nữa thì em em không biết được là ai đang là á một em nghĩ em là á một chứ em chưa từng nghĩ em là hoa hậu ừ. và thậm chí khi mà cái đêm chung kết đó chị em cột tóc là bởi vì em nghĩ là em em thi cho cho cho, cho xong luôn á chị chị stylist còn hỏi ở chị he stylist còn hỏi em là em có chắc là em có em không muốn đỏ layout không ơn tại vì em sẽ không có thời gian đâu nếu mà em để tóc cột như vậy hay là em uống đi em không chị chị cột đi chắc gì em nó vô được trong vòng trong đâu mà Cần phải đổi kiểu à. Vậy Vì là nhiều khi em cũng không quá tự tin Về bản thân của mình ha Dạ thật ra là em nghĩ là em đi thi Miss Grand Là để em biết được cái cái kinh nghiệm cũng như là ừ. cái cách mà người ta đi thi một cái hoa hậu cuộc thi hoa hậu lớn nó như thế nào thôi em em rất là thích đi thi hoa hậu và em muốn truyền tải cái, cái 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 năng lượng cũng như là cái sự truyền cảm hứng về cơ thể của em ngay từ đầu em ở buổi sơ khảo á em có nói á là em muốn đứng lên để em nói lên những cái tiếng nói của những người mà đã bị tự ti về những vì ngoại hình của họ giống như em Uh, chị sẽ chia sẻ cái góc nhìn và cái quan điểm cá nhân của chị tại vì chị cũng có vinh hạnh là được làm uh, giám khảo yeah. một trong những giám khảo của chương trình hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022 yeah. thì uh, để chọn một hoa hậu á, nó không chỉ đơn giản em đẹp là được yeah. hoặc là em catwalk trình diễn xuất sắc là được yeah. mà khi mà có cơ hội tiếp xúc với tất cả các thí sinh ở một cái hành trình dài á, uh, chị thấy ra được những rất là nhiều những cái yếu tố nằm ở em mà của một người phụ nữ thế hệ trẻ hiện đại nên có yeah. một một cái tinh thần một cái năng lượng rất là độc lập mạnh mẽ biết đứng lên bảo vệ mình và biết đứng lên bảo vệ cho những người đang và đã từng mắc phải những cái vấn đề giống như mình ừ. và một điều là cái hành trình của em cho chị thấy được rằng là em là một người không bao giờ ngừng học hỏi một người không bao giờ ngần trao dồi chi thức của mình, yeah. nó thể hiện qua rất là rõ ở cái việc đơn giản thôi, uh, chi tiết nhất đó là khi mà một người sử dụng từ, em sẽ biết là người đó có đọc sách nhiều hay không, dạ, yeah. đúng không? Mà một cô gái 21 tuổi, mà ngày xưa chị cũng là một cô gái 21 tuổi, chị không có nhiều từ vận như bây giờ, tại vì yeah. lúc đó chị ham đi làm ham chơi không có đọc sách nhiều cho nên khi mà em đứng trả lời ứng xử thì chị thấy rõ là chị và anh Đỗ long có nói với nhau con bé này nó phải đọc sách nhiều dữ lắm chứ làm sao mà nó có nhiều cái vốn từ nó rất là tốt yeah. rồi cái thứ hai là có thể có thể mà nhiều người thậm chí là uh, tất cả ban giám khảo cũng có thể thấy là em trình diễn các quốc của em so với các bạn á một vài bạn nó yeah. sẽ không có quá xuất sắc như mấy yeah. bạn, cái phần mà các bạn thể hiện có thể chị thấy đâu đó bên trong em á có một cái gì đó nó rất là mạnh mẽ. Yeah. Đến cả khi mà bỏ phiếu vào thùng thư chị cũng không biết ai sẽ là hoa hậu. Yeah. Tại vì mỗi một lần top năm, top 10 rồi top 20, rồi top 15, rồi top 10, rồi top 5 rồi vô chọn hoa top 3 rồi chọn hoa hậu thì nó có một cái thùng mà mọi người viết vô cái tên mà mình mong muốn và bỏ vào. Yeah. Thì lúc mà lúc ở dưới thì cũng rất là hồi hộp tại vì uh, chị thì có cơ hội làm việc với cháu nguyễn quỳnh châu rất là nhiều yeah. chị cũng hiểu quỳnh châu là một người rất là cố gắng rất là siêng yeah. năng nhưng mà ở một cương vị là giám khảo và tìm ra một người uh, mang được những cái ngoài cái yếu tố chuẩn mực để trở thành hoa hậu thì nó phải mang được những cái năng lượng mới những cái tiếng nói mới những cái mà có thể đại diện cho một thế hệ trẻ phụ nữ trẻ nói riêng ừ. để uh, truyền ra những cái thông điệp tích cực những cái câu chuyện mà có thể inspire đến mọi người yeah. thì khi mà em đọc giải mà chị chị với anh long với thầy tiên rất là mừng rất là vui luôn kiểu là wow vậy nè <laughs> cho nên là chị sau cái câu chuyện này á thì uh, chị tin chắc là ngoài minh tú thiên ân cũng đang truyền đến một cái thông điệp cho các bạn á, là bên trong là cái nó quan trọng hơn yeah. phát triển những cái bên trong của mình những cái mà đâu đó các bạn quên đi hãy lắng nghe nó tìm kiếm nó ví dụ như tri thức của mình một cái tài năng nào đó nó nằm bên trong của mình à, trái tim của mình cách sống của mình phẩm chất của mình cũng là một cách để chúng ta có thể giúp chúng ta tỏa sáng hơn giúp người ta yêu quý mình hơn à, và ngoài ra thì hãy tìm cho mình những cách để mình có thể xoa dịu cái vết thương mà mình đã từng bị tổn thương uh, tìm ra những cách để mình có thể phát triển tốt hơn uh, sống một cái cuộc sống nó lạc quan và yêu đời hơn các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của minh tú nãy giờ mình nói ngoại hình rồi ha mình nói về những cái kỹ năng rồi làm trao dồi tri thức bây giờ mình đi sâu vô yeah. về uh, giáo dục đi yeah. kiến thức đi em sẽ có một cái câu chuyện đến từ bản thân của em và em nghĩ rằng là ở postcard này chắc là nơi đầu tiên mà em em chia sẻ với chị cũng như là tất cả mọi người. Năm mà em học lớp 8, lúc đó là em cũng không hẳn là một học sinh ngoan khi mà lớp 7 lớp 8 nó nằm ở cái tuổi nội loại của em em rất là quậy. Và lúc đó em phát hiện là mẹ em bị ung thư. Xong rồi um, em phải uh, thay đổi toàn bộ những cái những cái môi cái lối sống của mình mà lúc mà mình nó tuổi nổi loạn lúc đó em bị hụt hẫng như lắm chị ừ. em nghĩ rằng là mẹ em bị ung thư như vậy rồi em không biết là tương lai của em ra sao nhưng mà mẹ em khuyên em là phải cố gắng học cho đến khi em học lớp 10 tình hình bệnh của mẹ em trở nặng tại vì thật ra ung thư nó có một cái cục mốc như vậy khi mà mình còn ở 5 năm á thì mình qua 5 năm thì mình sẽ có cơ hội được sống nhiều hơn nhưng mà mình dưới 5 năm bác sĩ nói là mình sẽ có cơ hội sống ít hơn rất là nhiều và khi đó mẹ em không có tới 5 năm Năm lớp 10 mà em bị di căn và phổi Và em quyết định là em sẽ nghỉ học Sau một cái thời gian Tại vì mẹ em không đi làm Lúc đó là mẹ em không đi làm nữa Thì em nghĩ là em không muốn bản thân em làm gánh nặng của gia đình Và kể cả những người thân ở bên nhà Bên 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 ngoại của em Như như là cậu của em thì đó cũng khuyên em là Thôi đi nghỉ học đi đi làm cái gì phụ mẹ Xong mà mẹ em nhất quyết không cho em nghỉ học Mẹ nói là mẹ có thể lo cho con được Cho nên là con phải đi học ít nhất là hết lớp 12 cho đến khi em học lớp 11 thì mẹ em nhập viện bởi vì mẹ em không còn trụ được nữa. Lúc đó em bắt đầu, thật ra em bắt đầu xuyên học kể từ khi mẹ em bị ung thư rồi. Em đâm đầu vào học. Khi đó em còn nhớ lớp 8, em từ là một học sinh đứng bét lớp, em nhảy lên top 10 ừ. của lớp. Cái cô mới nhận định là không phải là em học dở mà là tại vì em ham chơi. Ham chơi. Cho nên là cô mới biết được rằng là em là một đứa kiểu cũng sáng dạ cho nên là cô cũng không giận nữa, cô mới bắt đầu tập trung để cô cô dạy dỗ em và đến khi em học lớp 10 10 10 lớp 11 em bắt đầu em mẹ em bệnh em vừa đi học vừa đi là em vừa đi học vừa đi chăm mẹ. Ừ. Lúc đó em còn có đi làm nữa. Em bán cái công việc đầu tiên mà em nhớ em làm thêm ở ngoài giờ để phụ cái tiền học phí á là em gói quà lưu niệm cho một cái tiệm bán quà lưu niệm ừ. nhỏ ở ở quận 2. Ừ. Lúc đó là cái cô cái cô chủ tiệm rất là thương em và cô đó cho em đi làm 4 tiếng một ngày là sau khi em đi học về, để em bắt đầu em gói quà này kia để em bán buôn rồi phụ cô. Thì em làm một tháng em bị đau bao tử chị, em chịu ừ. hết nổi rồi. Mẹ em cũng nói là thôi con ơi bây giờ con không có sức để mà con 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 đi làm đâu, hay tập trung học thôi, có gì đi chạy ra chị vô chăm mẹ là đủ rồi. Thì bắt đầu em lãnh lương 600 trăm ngàn đó để em đi mua thuốc chữa bệnh đau dạ dày của em chứ không giúp được gì cho mẹ ừ. xong rồi đến khi mà em học giữa học kỳ cuối học kỳ một mẹ em mất trước cái ngày mà em mất mấy ngày thì mẹ em có nói với em là tiền phúng điếu của mẹ mẹ sẽ để lại cho con để con học đại học lúc đó em mới nói với mẹ là dứt khoát con không muốn để mẹ phúng điếu bởi vì khi mà người, ta mất thì em cũng được nghe nói là mình phúng mẹ mình mà phúng điếu thì là sẽ bị nợ nợ ở dưới hay cái gì đó em cũng không rõ mặc dù em có đạo nhưng mà em rất sợ cái cái việc mà mẹ em nợ bởi vì em em hiểu được là ở trần gian này là mẹ em đã vất vả quá nhiều rồi mẹ em đã phải làm lụng rất là nhiều thứ để có thể lo cho em em không mong muốn khi mà tập này được phát sóng những người họ không yêu thích em hoặc là nói em lấy mẹ ra để bia bản thân mình bởi vì không có một đứa con nào muốn đem cái sự mất mát mẹ của mình ra. Em chỉ muốn nói với tất cả các bạn. Những người kể cả khi họ không bị body shaming, họ cũng phải tập trung để họ học. Mẹ em lấy tiền phúng điếu đó, mẹ em nói là mẹ em đã quyết định rồi. Mẹ sẽ dùng tiền phúng điếu để cho con học đại học. Thì lúc đó gia đình cũng quyết định là để tiền phúng điếu ở đó. Bắt đầu cho những phúng điếu. Thì khi mà mẹ mất thì tổng cộng tiền phúng điếu gom lại là 45 triệu để gửi vào tài khoản tiết kiệm. Khi đó em học lớp 11 và đến lớp 12 em tự chi trả tất cả các khoản tiền của em kể cả tiền học, tiền học thêm, tiền nhà, rất là nhiều thứ cùng với ba. Lúc đó là ba cũng đi làm cũng rất là bấp bênh chứ ba cũng không có một công việc ổn định để ba làm. Thì em mới dùng cái tiền đó để em em chi trả hết lớp 12 của em và đến khi em lên đại học thì em không còn tiền để em đóng tiền học đại học nhưng là em lại không muốn nghỉ ngang, em mới quyết định chọn học cao đẳng của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em mới nhớ lại cái lời hứa mà khi mà mẹ em, trước khi mẹ em mất á, em có nói với mẹ là con hứa với mẹ con sẽ học thành tài và dứt khoát con sẽ học càng cao càng tốt và con sẽ không bao giờ bỏ học. Chỉ biết lúc đó em vừa đi làm vừa đi học. Vừa ra trường lớp 12 xong là em đi làm ở tiệm mất kiến 3 năm trời rồi em bên cạnh đó em còn đi học ở trên trường nữa và khi mà những cái năm học kỳ đầu em chưa có quen với những cái môn đại cương á thì điểm em không tốt lắm nhưng mà những cái năm sau những cái học kỳ sau này á thì em đa phần đều được học bổng hết và em rất là tự hào về cái hành trình đi học hệ cao đẳng của em và em cũng đã học xong rồi em chỉ chờ tốt nghiệp em sẽ học tiếp tục lên đại học và đến khi em học đại học xong có cơ hội em sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ à. và em nghĩ rằng đó là những gì mà em có thể cố gắng được cho bản thân mình và cũng là lời hứa mà em hứa với mẹ và qua đây em muốn chia sẻ câu chuyện này với tất cả mọi người chúng ta có thể là một người không đẹp chúng ta có thể là một người không hoàn hảo bởi vì bất trên đời này bất cứ ai người ta cũng không hoàn hảo cả nhưng mà chúng ta phải là một người có được cái nội tâm mạnh mẽ và có một cái kiến thức là sâu rộng bởi vì đó là cái điều mà có thể đi với bạn suốt cả cuộc đời kể cả khi bạn có già nhưng mà bạn có bị lẫn đi nữa bạn vẫn nhớ được cái phép tính nhất là chín nhân chín cũng bằng tám mươi chứ không phải là bạn chỉ ham chơi bạn chỉ chăm chút vào cái vẻ bề ngoài để rồi khi mà chúng ta già đi chúng ta không còn là gì cả chúng ta chỉ là một con số không nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta còn nhỏ chúng ta mới sinh ra mà thôi cho nên là phải cố gắng từng ngày phải nỗ lực từng ngày để bản thân mình có thể khiến cho chính mình tự hào. Một cô gái rất là trẻ nhưng mà rất là bản lĩnh, chị nghĩ rằng là um, ai thì cũng sẽ có những cái câu chuyện mà cái câu chuyện của em sẽ truyền ra một cái thông điệp nó cực kỳ tích cực cho rất là nhiều người ngoài những người mà chúng ta họ luôn suy xét về những cái khuyết điểm của người khác mình bỏ qua đi nhưng mà có một điều chị tin chắc rằng là mẹ em dù là không còn ở bên em nữa nhưng mà ở đâu đó ở trên bầu trời sẽ rất là tự hào vì đã có một người con gái mạnh mẽ và bản lĩnh giống như em nên là hãy cố gắng hơn vui vẻ sống hạnh phúc tại vì chị tin chắc là mẹ người mẹ nào thì cũng sẽ mong muốn con mình sống hạnh phúc mẹ em cũng sẽ không mong muốn thấy em phải khóc bởi vì những cái lời bình luận mà nó không đáng như là những người mà người ta hay nói soi xét em về cái việc em sử dụng những cái câu chuyện cá nhân của em để lấy tình thương hại mỗi lần mà mình mở cái tấm lòng mình ra để mình mang những cái câu chuyện đó ra có nghĩa là mình lại đụng lại cái vết thương nó một lần nữa mà có những cái vết thương mình sẽ không bao giờ muốn đụng lại nhưng khi mà chúng tôi uh, đụng nó mang nó ra không phải là để muốn lấy cái sự thương hại của mọi người mà chúng tôi muốn dùng những cái câu chuyện đó để truyền tải những cái thông điệp tích cực để các bạn có thể thấy được là uh, chúng tôi cũng là con người uh, cũng sẽ có những cái thiếu sót nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng có buồn vui, giận hờn và cho những bạn cũng đang ở trong cái hoàn cảnh mất mát, thiếu thốn, những cái bạn mà cũng có những cái tâm tư như chúng tôi thì chúng ta hãy mạnh mẽ hơn chọn một cái con đường phát triển về giáo dục, về bên trong, về tri thức để trở thành một cái con đường lâu dài và phát triển bản thân của mình. Chị thì sẽ khác em rất là nhiều. Chị thì ở thế hệ chính x thì chị cũng có những cái vấn đề về kinh tế uh, nhiều vấn đề trong cái hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của chị mà cũng có nhiều người biết rồi thì chị cũng không có nhắc lại nhiều chị là một người không có không có giỏi tiếng anh và ngày xưa chị nhớ chị chứng minh chị đẹp lên xong rồi chị chứng minh chị giỏi lên rồi sau đó chị cũng sẽ bị cản trở về ngoại ngữ tại vì từ nhỏ chị không cái thế hệ của chị cái ngoại ngữ nó không có được để ở trong trường học quá nhiều yeah. Nó cũng là một cái mà Từng chị cũng từng rất là tự ti Rồi chị cũng bị So sánh giữa người này với người kia uh, Nhưng từ đó thì chị Bắt đầu chị lớn lên thì chị cũng nghiệm ra Thật ra mình phải học Không có cái gì mà tự nhiên Mình ngủ dậy, mình sống tốt là mình sẽ biết ừ. Tất cả mọi thứ phải học Mình phải học ăn, học nói, học gói Học mở, yeah. học làm người Học uh, học tiếng Anh cũng phải nói, học uh, làm cái gì cũng phải học hết mà bên cạnh đó thì chị không có thời gian đi học thì tập trung đi kiếm tiền tại vì chị phải trang trải cuộc sống của chị, trang trải cuộc sống của gia đình chị nên là chị sẽ tìm bằng mọi cách học uh, tivi qua âm nhạc bằng cách này hoặc cách nào đó chị nhớ chị có đi ra bùi diễn đó em yeah. để ngồi ở đó nói chuyện với mấy người nước ngoài đó, để mà chị biết là cái 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 đó nó vô tay mình như thế nào mình sẽ hiểu được là người ta đang nói cái gì và mình có cái thời gian thực hành đến cả sau này đến thời điểm hiện tại dù là chỉ có bạn trai là người nước ngoài nhưng mà không không có nhiều thời gian để mà trao đổi với nhau ở nhà chị cũng Chị mở postcard hoặc là truyền hình thực tế, chị cứ để chân nói và để chị đi học bằng cách đó. Yeah. Chị nghĩ giáo dục là một cái rất là quan trọng. Ừ. Và chúng ta sẽ không thể nào ngừng học cho dù chúng ta đã ở một cái điểm mà chúng ta cảm thấy là chúng ta đủ yeah. hoặc chúng ta cảm thấy thành công, chưa bao giờ là đủ hết. Dạ yeah, đúng. Tại vì chúng ta phải luôn học cho đến chúng ta khi không chúng ta không còn tồn tại nữa. Dạ, yeah. chính xác. Tại vì khi mà chúng ta lớn tuổi á, thì sau này chúng ta sẽ có những cái điều mới mẻ mà cái thế hệ sau họ biết mà chúng ta không biết cho nên là chúng ta phải tiếp tục học để mà giới trẻ nó có nói gì sao này mình quay lại nó có hỏi ở à, bà ơi hay mẹ ơi cái nàng sao sao mình cũng biết mình trả lời với nó kiểu vậy em biết năm 2023 có một cái lớp học mà chị sắp đăng ký ừ. biết cái lớp học gì không dạ yeah. không chị học nấu ăn Ủa ừ. Em nghĩ là bởi vì gì? em nghĩ là chị muốn uh, tự mình nấu ăn hơn là chị đi ăn ngoài. ăn ngoài nó tiện hơn với nó gọn gàng hơn em đi làm em cảm thấy ăn ngoài nó tiện hơn. chị cũng không phải chỉ vì lấy chồng đâu nha. chị uh, mục đích chính mà chị muốn đi học nấu ăn là chị muốn sau này chị có con chị có thể nấu ăn cho con chị ăn. Hmm. đó là cái điều mà tại sao chị uh, chia sẻ với mọi người là chị muốn học nấu ăn. Yeah. để sau này chị sẽ nấu những cái món đồ ăn cho con chị ăn hoặc là một tuần chị có thể nấu cho chồng chị ăn chung với chị hoặc con chị dạ yeah. thật em... ra nó có những cái kỹ năng mà mình phải học thật ra em lại thích một người thích nấu ăn ừ. cái lúc mà mẹ em còn sống thì mẹ em nấu ăn cho em không mà em không có biết nấu ăn mẹ em nấu ăn ngon lắm đến khi mà mà em thì thừa hưởng được cái khẩu vị cũng khá là ừ. tốt nên khi mà mẹ em mất đi thì em tự, tự động tự mò trên youtube rồi này kia em tự nấu thành ra em cũng cũng đã biết nấu ăn một chút chút rồi ừ. chứ chứ còn nấu mà bài bản nấu mà những cái món khó thì em không không nấu được đâu nhưng mà em cảm giác là khi mà em nấu ăn á chị đặc biệt những cái lúc mà em ăn ít clean á hồi xưa á, là em nấu ăn sao em thấy ngon lắm nha em không biết tại sao món ăn món mình nấu mình cảm thấy ngon dễ sợ ừ. tức là nếu thật ra là đối với người khác thì có thể là nó cũng sẽ không ngon đâu nhưng mà khi mà em nói cái món ăn của em á em lại thấy nó ngon em cảm thấy vui á dạ yeah. chắc là chị đến tuổi mà đã nghĩ đến ngôi nhà, mà ngôi điểm nhà điểm trẻ và những đứa trẻ. Đó. Thật ra thì nhân cái câu chuyện này thì Minh Tú cũng muốn truyền tải ra một cái thông điệp là thật ra tất cả mọi thứ trong cuộc sống này chúng ta phải học, yeah. tất cả mọi thứ và không bao giờ nên ngừng học hỏi. Chính xác. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật Ký Ban Công của Minh Tú. Qua đây thì cũng có thể thấy rõ là chúng ta không thể nào một ngày một ngày hai mà có thể thay đổi được quan điểm của một người cũng không có thể mà biến những cái lời miệt thị những cái lời chê bai đó trở thành động lực để chúng ta thay đổi được mà nó cần cả một cái quá trình cái điều đầu tiên mà minh tú nghĩ các bạn nên làm đó là các bạn phải biết yêu thương bản thân của mình khi các bạn được sinh ra thì nó là một món quà của thượng đế ban tặng của cha mẹ các bạn ban tặng cho nên đừng bao giờ chọn sống trong cái sự đau khổ quá lâu, dằn vặt quá lâu rồi tự kết liễu cuộc đời mình, đừng bao giờ chọn con đường đó. Cái con đường đó là một cái con đường nó không có đúng đắn. Tại vì cuộc sống này á nhiều người hay nói sống là cho bản thân chúng ta. Đối với quan điểm của Minh Tú nó không đúng. Cuộc sống là chúng ta sống hạnh phúc, chúng ta cảm thấy vui nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải sống cho nhau nữa. Chúng ta phải biết trân trọng những cái gì mà ba mẹ chúng ta đã ban tặng cho chúng ta. Hãy thay đổi bản thân của mình, biến những cái điều tiêu cực đó trở thành động lực để chúng ta tốt hơn, phát triển đẹp hơn, trở thành một cái phiên bản tốt hơn của mình. Thật ra thì cái việc ưa nhìn, minh tú cũng tán thành, ưa nhìn nó sẽ cho chúng ta một cái quyền năng nó thuận lợi hơn một chút trong cuộc sống à, nhưng mà nếu như mà mình ưa nhìn mà mình không có cái giá trị cốt lõi bên trong mình không có chiều sâu thì nó giống như một cái hoa giả mà không có hương vậy nó không có sâu lắng nó không có lắng động vào tâm hồn của một người khác cho nên từ cái câu chuyện này các bạn hãy tìm cho mình những cái cách nào để chúng ta có thể đẹp hơn tích cực hơn và vui vẻ hơn các bạn nhé hồi xưa giờ tất cả mọi người khi mà xem youtube của chị thì thường sẽ thấy những cái chị làm những cái vui vui sầm sàm, tưng tưng ờ, đây cũng là lần đầu tiên mà chị chọn bắt đầu Cục mốc 30 của chị một cái dự án mà để chia sẻ truyền cảm hứng cho nên ngày hôm nay chị cũng có rất là nhiều cảm xúc bên cạnh đó thì minh tú cũng rất là hồi hộp lần đầu tiên mà ngồi làm host hồi xưa giờ lần ngồi vào vai trò khách mời và mình có thể chia sẻ thoải mái cho nên là ngày hôm nay mà nếu mà có những cái lúc nào mà chị vô tình để em lạc lõng à, hoặc là các bạn đang xem mà thấy minh tú không có được à, trôi chảy lắm thì cũng không cảm bỏ qua tại vì lần đầu tiên mà chị trải nghiệm với một cái vị trí nó rất là khác à, sau khi nghe những cái hành trình của em dù là một cô gái rất là trẻ về tuổi đời nhưng lại em là một người mà chị cảm thấy là rất là bản lĩnh rất là mạnh mẽ mà chị nghĩ cái sự mạnh mẽ đó đâu đó em được rèn giũa bởi những cái thử thách mà ông trời ban tặng cho em thì đến thời điểm này á em có còn tự ti không dạ chắc chắn là có em luôn tự ti thật ra là về những cái điều ví dụ như ngoại hình của em thì không nói làm gì là em 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 tự ti với nó rồi nhưng mà bên cạnh đó thì cái điều mà em tự ti đó chính là những cái kiến thức mà em có Đối với em khi mà chị chị thấy rằng là Cuộc đời em nó trải qua rất là nhiều cái biến động Em tạm gọi đó là cái biến động Tại vì nó liên tiếp xảy ra những cái cục mốc đáng nhớ Mà khiến cho em không thể nào quên được Và nó cũng giúp cho em trưởng thành hơn tất cả Một số bạn khác cũng 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 tương đối Nhưng mà nó vẫn khiến cho em cảm thấy bị rụt rè Tức là khi mà mẹ em mất á, là em 18 tuổi Lúc đó là em mới lớn Em có những cái tâm tư hay là những cái điều mà em muốn chia sẻ Thì em lại không có không thể nào mà em nói được Mẹ em cũng không thể nào chỉ cho em được Và em cũng không thể nào tâm sự với ai được Em rất là ít tâm sự với với dì hay là chị hai Chỉ người duy nhất, phụ nữ duy nhất mà em tâm sự nhiều nhất là mẹ Cho nên là đôi khi có những cái em lại không được dạy em lại không được biết nhiều và kể cả kiến thức của em cũng không có có nhiều bằng khi mà em đi ra ngoài một cái biển lớn em thấy rằng mình như là một cái hạt cát nhỏ ừ. xíu vậy nè mình không có bằng ai đâu cho nên là mình cũng phải phải tự ti rất là nhiều lo lâu em cũng hay thu mình lại khi mà em thấy những người khác giỏi hơn em nhưng mà em nhận ra rằng là không sao mình không nên giấu dốt mình phải cố gắng mình phải để cho mọi người uh, thấy được rằng là mình nỗ lực mình cố gắng như thế nào mình học hỏi như thế nào và những cái điều đó À, chị đến uh, bây giờ nha yeah. Càng lớn chị càng tự ti yeah. Mà cái tự ti nhiều nhất của chị Là nằm ở cái sự hiểu biết Và kiến thức của chị yeah. Cách đây 5 năm, năm về trước đó là chị rất là tự ti Về cái uh, gương mặt của mình yeah. Chị luôn đi tìm Những cái khuyết điểm trên gương mặt của chị Giống như mọi người hay nói là uh, Miệng chị uh, hơi hô Mũi chị hơi cong, mắt của chị thì con nhỏ con to. Và lúc nào chị cũng nhìn vào những cái khuyết điểm đó của chị và luôn tìm kiếm làm sao để khắc phục nó. À, cũng suy nghĩ về những cái biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà rồi đến một lúc thì chị cảm thấy chị cũng sợ đau rồi chị cũng sợ là sửa xong rồi bị hư, nó không hợp, rồi tùm lum la hết. Xong, đỉnh điểm là lúc đại dịch Covid thì chị kẹt ở Bali. Yeah. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà chị nghĩ là chị... Trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc nhưng mà để lắng động lại đó là một cái giai đoạn mà chị được chữa lành và hiêu linh và nhận ra được rất là nhiều thứ ừ. nó lớn hơn rất là nhiều à, chị dành thời gian đi du lịch nhiều hơn yeah. chị đi ra ngoài nhiều hơn giao tiếp nhiều hơn uh, đi công tác ở nước ngoài rồi đi ra ngoài để mà mình thấy được rằng như em nói mình sẽ thấy mình dốt yeah. mình thấy mình rất là yếu kém mình thấy mà ở ngoài kia khi mà em đi ra một cái biển lớn thì có rất là nhiều loài cá và có rất là nhiều con cá nó đẹp nó bự dạ. nó nhanh hơn và mình nó lúc tự nhiên ở trong cái biển của mình mình nghĩ là mình rất là oai dạ, mình là rồi. một con cá chép nhưng khi ra đi ra cái biển tự nhiên cái mình thấy mình là con cá lồng tông đúng rồi. <laughs> con cá lồng tông <laughs> mình mà mình cảm thấy dạ. nhưng mà rồi mình cũng thấy là ừ, thôi thì mình không thể nào hóa thành một con cá chép thì mình hãy là một cái con cá lồng tông mà nó tỏa sáng nhất yeah. nó đẹp nhất bằng những trao dồi những cái khả năng để mình thành một cái phiên bản tốt nhất của con cá lồng tông yeah. thì uh, bắt đầu chị sẽ dành thời gian nhiều hơn để uh, học uh, đọc lắng nghe ngày xưa chị là một người không có lắng nghe yeah. chị là một người rất là khó lắng nghe đã rất là hay nổi nóng rồi uh, lười đọc chị nghĩ là mình biết nhiều nhưng sau đó thì chị nhận thức ra được rằng là bên trong và cái này và cái này là hai cái mà chúng ta phải cần dành rất là nhiều năng lượng thời gian để mà trao dồi đó và giúp cho nó tốt đẹp hơn dạ. ba mẹ chị là một người không có được học nhiều dạ. nhưng ba mẹ chị thì lúc nào cũng dạy chị á, là hãy sống thành một người hướng thiện dạ. một người lành một người có ích cho xã hội và trở thành một cái là cỏ dại cũng được yeah. nhưng mà hãy là một cái cỏ dại mà người ta đi ngang đường người ta nhớ về nó người yeah. ta nhớ cái tên của cái loài loài cỏ dại đó yeah. là một cái thành công của bản thân mình thì cũng giống như ba em hay nói với em là có thể là con không thành thành công nhưng mà con phải thành nhân vậy đó các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của mình tú một câu nha chị không biết em nghĩ thế nào người đẹp có phải nhờ lụa không người đẹp nhờ lụa thật ra nó cũng tùy trường hợp á chị à, có những người em cảm thấy là đúng là người đẹp nhờ lụa thiệt nhưng mà có những người thì em lại cảm thấy là uh, lụa đẹp lên vì họ ừ. tức là nó cũng phải tùy vào cái hoàn cảnh dạ đúng hoàn cảnh dạ, đúng đúng, rồi. Hoàn cảnh đúng dạ đúng. chứ tùy em không có thôi. áp đặt vào ừ. là một trăm phần trăm là người đẹp là phải nhờ lụa à, chị đồng ý với em là cái câu người đẹp nhờ lụa nó phải tùy theo hoàn cảnh dạ. mà tại sao chị hỏi em cái câu này cái điều mà chị sắp bật mí á mà lỡ có thể làm cho em kiểu như là hơi không vui dạ. hay như thế nào đó thì hy vọng là em sẽ bỏ qua ừ. dạ. em có thấy hôm nay em đẹp không dạ đẹp có nghĩa khi em làm hoa học chị thấy ồ oh, cô gái này rất là đẹp nhưng mà khi mà ngày hôm nay khi chị ngồi nói chuyện với em chị cảm thấy trong em tỏa ra được một cái một cái hà quan một cái gì đó nó nó rất là hút đối với chị dạ. là chị thích ngồi nói chuyện với em đây là cái người khách mời mà ngày xưa giờ chị ngồi nói chuyện mà chị cảm thấy là chị được truyền nhiều cảm hứng nhất là những người trẻ em là một trong những người trẻ mà chị ngồi mà chị cảm thấy chị có thể lắng nghe từng câu chữ của em từng cái ánh mắt của em khi mà em nói đối với chị ánh mắt nó rất là quan trọng cái dạ. năng lượng phát ra từ ánh mắt rất là quan trọng mà khi chị tập trung như vậy có nghĩa là em mang lại một cái sức hút nó rất là mãnh liệt ừ. nên đối với chị em là một người Phụ nữ không những đẹp mà rất là tri thức, rất là hiện đại, rất là văn minh chị em nghe vậy là em vui lắm, chứ em không có buồn đâu. <laughs> Chiếc áo mà hai chúng ta đang bận, hai chiếc áo ngày hôm nay mà Minh Tú và Cộng sự chuẩn bị là dạ. Hai chiếc áo mua tại chợ Sa Đi, Bà Chiểu, chỉ à. giá chỉ có 100 ngàn thôi oh. Em không biết luôn hết chị. đúng cho nên khi chị dặn em đến là em hãy bận một cái quần, quần dạ em có hoặc mà, cái gì em có váy gì đó em... tại vì chị dạ. sẽ đưa cho em một cái áo sơ mi trắng dạ. tại vì chị dạ. muốn nó nhẹ nhàng nhưng mà không phải vậy nhưng đây thì cũng muốn nhấn mạnh rằng là đôi lúc người đẹp thì đúng là nhờ lụa nhưng dạ. mà đôi lúc một cái việc mà cái lụa một dạ. cái áo nó là một cái phụ kiện giúp chúng ta đẹp hơn dạ. nhưng mà thực sự bên trong chúng ta có tỏa sáng hay không có đẹp thật sự hay không là dựa vào chúng ta. Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay em hoàn toàn chứng minh được một điều rằng là em đẹp là bởi vì cái năng lượng và cái tri thức của em. Dạ cảm ơn chị nhiều. Và đây thì em cũng có một điều mà em muốn chia sẻ với chị Tú cũng như là tất cả các bạn là khi mà chúng ta chọn giáo dục cũng như là chúng ta trau dồi kiến thức của bản thân mình cũng đừng có quên châu uh, chuốt hay là chăm sóc cái 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 tâm hồn của bản thân mình nữa bởi vì uh, cá nhân của mình á, và kể cả cá nhân sinh quan cái thế gian này á, của chúng ta thật ra là nó có liên quan với nhau khi mà em đọc một cuốn, một cuốn sách á, thì người ta có nói là bạn nghĩ rằng là bạn và cái thế gian này thật sự là hai cái cá thể không liên quan nhưng mà thật ra nó liên quan đó chính là khi mà bạn trâu dồi tâm hồn của bạn càng nhiều á khi mà bạn nhìn thế gian thế gian đẹp là bởi vì Ngày hôm đó bạn cảm thấy rằng thế gian đẹp, bạn cảm thấy rằng là à, à, hôm nay em thấy chị Tú chia sẻ với em em rất là vui khi mà em 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 được biết chị em được nói chuyện với chị và em thấy em được nạp năng lượng lại, em cảm thấy em yêu đời hơn. Bởi vì trước đó thì em cảm thấy rất là mệt một ngày dài em đi rồi em quá đuối rồi. Nhưng mà thật ra là em rất là quý chị Tú cho nên là ngày hôm nay em nói chuyện với chị Tú, em được nạp thêm năng lượng thì em cảm thấy là cái thế gian của bản thân em đẹp. Đó là như vậy. Và khi mà chúng ta trau dòi cái cái tâm hồn của mình nhiều á nó sẽ khiến cho bản thân mình trở nên cứng cỏi cũng như là mạnh mẽ hơn. À, cảm ơn em vì đã dành cho chị những cái lời khen và những cái thông điệp rất là tốt Thường khi mà chúng ta làm trong giới người mẫu, hoa hậu, với giải trí Thì người ta sẽ thường nói là cái cô này đẹp là bận những cái bộ đồ chỉ giá mấy chục triệu dạ, Có khi rồi. cái đầm trăm triệu thì cái cô mới đẹp dạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì với hai chiếc áo sơ mi uh, chị giá có một trăm ngàn 100 càng, Cái quần dạ. jean này bên tú mua Levi Sida là chỉ có hai trăm rưỡi ở bên Thái dạ. Thì... Uh, muốn truyền tải được một cái thông điệp cho các bạn thấy được rằng là Hoa hậu hòa bình Việt Nam, cô ấy vẫn đẹp theo một cái nét đẹp riêng của cô ấy. Không những là một người ở ngoài có ngoại hình ưa nhìn, xinh xắn, nhưng mà cái giúp cô ấy tỏa sáng và cái giúp cô ấy giữ các bạn ở cái tận cuối cái postcard này là cái những cái thông điệp những cái trải nghiệm trong hành trình của cô ấy mang lại một người phụ nữ rất là văn minh hiện đại một cái tinh thần thép dám đón nhận những cái thử thách biến nó thành cái động lực để mà mình thay đổi để mà mình mạnh mẽ hơn để mình có thể theo đuổi cái con đường mà mình mong muốn và để giúp và cái quan trọng nhất đó là cô ấy muốn giúp cho tất cả mọi người à, chúng ta và những cái cô gái nói chung để mà có một cái cuộc sống tươi trẻ hơn đẹp hơn và tin và yêu vào bản thân của mình các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh tú ra thì ngoài cái việc mình yêu bản thân của mình mình lạc quan là có một cách nữa mà chị nghĩ là chúng ta hãy tìm đến những người xung quanh mang lại một cái năng lượng tích cực dạ đúng chính xác đúng không? Dạ. khi mà mình ở đến những người năng lượng tích cực mình sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn à, hãy chia sẻ nhiều hơn chị hôm nay chị gặp em chị nói chuyện thì chị nghĩ là sau này chị sẽ nói chuyện với em nhiều hơn dạ. chị nghĩ là đâu đó từng số của chị với em cũng khá là hợp dạ. hoặc là có một cách mà chị hay dùng để chữa lành cho chị đó là chị nói chuyện với con chó của chị dạ. chị thích dịch thời gian để chơi với nó để tâm sự với nó hoặc là khóc với nó ừ. thì trong chúng ta hãy tìm ra một cái cách nào đó tại vì mỗi một người thì sẽ có những cái điều kiện kinh tế khác nhau nè ừ. hoàn cảnh khác nhau nè quan điểm tư duy khác nhau nè cho nên là hãy tự mình tìm ra một cái cách nào đó để chữa lành cho tâm hồn của mình các bạn nhé ừ. chị rất là cảm ơn khi mà em đã dành cái thời gian của em chị biết là em rất là bận và cái lịch trình làm việc cũng như cuộc sống của em hiện tại thì nó khá là dày đặc yeah. nhưng mà em cũng dành một cái thời gian quý báu của mình để đồng hành cùng chị trong cái podcast lần này yeah. à, về mặt vật chất thì chị không có yeah. tại vì cái show này của chị ngay từ đầu chị cũng chia sẻ với em đây là một cái show mà chị muốn uh, truyền cảm hứng. Yeah. Nhưng mà chị cũng có một món quà để tặng đến em. Đó là một cuốn sách, à. Đó là một cuốn sách mà chị uh, thích của thiền sư thích nhất hạnh ừ. mang chủ đề là giận ừ. à, đúng rồi ngày xưa thì chị giận rất là nhiều người có những người chị không quen biết trên mạng xã hội chị cũng giận bởi vì những cái lời chê bai đó của họ dạ. nhưng mà cái cuốn sách này sẽ giúp em uh, đâu đó tìm ra được những cái nó sâu sâu xa hơn dạ. để mình có thể tha thứ bỏ qua nhẹ nhàng cho nó đi tại vì khi mà mình nhẹ nhàng cho nó đi thì cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều à, và cái lời gửi tặng đến em là em là một cô gái trẻ à, tương lai em còn rất là nhiều chị thấy ở em có một cái bản lĩnh mà chị cũng khá là respect rất là tôn trọng rất là ngưỡng mộ à, cái hoàn cảnh và cái câu chuyện mà em đã mang đến chị hy vọng rằng là trong tương lai em sẽ có nhiều hạnh phúc bình an Uh, xoa dịu được những cái vết thương mà hãy gói ghém nó lại, cất nó vào trong Chị biết chắc là nó sẽ không bao giờ mất đi đâu Nó sẽ nằm đâu đó ở trong bản thân của em Về cái sự mất mát đó của em Nhưng mà hãy cố gắng gói ghém nó lại Dùng nó trở thành một cái động lực để mình sống hạnh phúc hơn Vui vẻ hơn, uh, thành công hơn trong cuộc sống Và từ đó thì em có thể dùng những cái uh, thành công của em Để có thể Giúp em thực hiện những cái ước mơ Như em đã chia sẻ với chị là Sẽ lan rộng những cái tích cực hơn Đến cộng đồng, giúp cho cộng đồng Có một cái cuộc sống vui vẻ hơn, lạc quan hơn nha Cảm ơn chị Tú nhiều Em rất là thích được tặng sách ừ. Và tính ra cuốn sách này là một cuốn sách chữa lành đúng không chị? Đúng rồi, nghe cái từ giận của em biết rồi Dạ, yeah. thank you cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem podcast này của minh tú minh tú hy vọng rằng là những cái câu chuyện mà minh tú và thiên ân chia sẻ trong cái tập này ở đâu đó sẽ có đồng cảm với các bạn cũng chia sẻ và lắng nghe của các bạn cùng các bạn xoa dịu tâm hồn của mình, tìm ra những cái cách để chữa lành cho tâm hồn của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành những cái lời yêu thương đến với chương trình cũng như là tất cả chúng tôi còn như nếu như bạn nào mà vô tình lướt ngang mà có thể cảm thấy là không không hợp tai lắm hoặc là không thích lắm thì hãy lướt đi luôn chứ đừng để lại những cái lời nó quá nặng nề, đừng có tổn thương nhau nữa cuộc sống nó đã rất là mệt mỏi và vất vả rồi hãy làm cho một cuộc sống nó nhẹ nhàng nhất có thể nha các bạn và thiên ngân cũng xin được uh, gửi lời cảm ơn chị minh tú vì ngày hôm nay đã cho em có mặt ở đây có thể trò chuyện cũng như là được là một phần trong tập podcast nhật ký ban công của chị và hy vọng mọi người sẽ đón xem chương trình nhật ký ban công của chị minh tú uh, và cũng như là hiểu rõ hơn được những gì mà bản thân mình đang bị tổn thương và qua đó có thể giúp cho các bạn có thể chữa lành được những nỗi đau mà các bạn đang có xin chào và hẹn gặp lại